Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hiện Tiền Chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể chư vị giới tử. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên 10 ngày. Lần thứ 21, và hôm nay là ngày đầu của khóa tu, và bây giờ là buổi Phật pháp thứ nhì của ngày. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Nói khỏe cho em vui thôi. Chứ quý vị đang ngất ngư lắm không? Dạ không có sao hết. Ngày đầu tiên mình chưa có quen. Cũng giống như là một lần đầu tiên mà mình được đi xuất gia và mình dọn vào chùa mình ở đó. Cái ngày đầu tiên nó y chang như là mình đi về làm dâu nhà chồng vậy đó. Mình bẽn lẽn, mình không biết chén dĩa để đâu, mình không biết phải bưng cái này thế nào, y hệt như vậy vậy đó. Mình ở nhà mình quen rồi. Bây giờ tự dưng mình đi vào một chỗ lạ mình ở. Và mình biết rằng trong gia đình đó có mẹ chồng, có ba chồng, chị chồng, em chồng. Và nghe đồn đâu những người đó khó tánh lắm. Thì trong chùa cũng vậy. Ngày đầu mình đi xuất gia, mình vào chùa mình ở đó, trên thì có thầy mình, các bậc sư huynh, sư tỷ và những người Phật tử nam nữ mà người ta ở trong chùa, người ta lâu năm. Nói theo danh từ dễ thương nhất là ma cũ, còn mình là ma mới. Thật sự lạng hoạng là bụp liền. Rồi mình phải hồi nào giờ mình một mình một cõi, tự nhiên bây giờ một cõi mình nhiều mình. Hồi nãy có một Phật tử nào đó không biết, trong các vị giới tử đây, chụp hình phe trên mạng. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay tôi đã được đến Tây Thiên. Hồi hộp không ngủ triền miên, đến ngày được thầy quy y cấp passport. Trước khi đi tôi mất ngủ, và sau khi tới Tây Thiên tôi mất ngủ tiếp. Bởi vì trái múi giờ, bởi vì quá nhiều người lạ ngủ chung. ... Tôi tưởng đâu 2-3 ngày nay tôi nhừ tử tôi được ngủ, ai ngờ đâu tôi tiếp tục thọ bốn bề thọ địch. Với lý do là xung quanh tôi nhiều tiếng kèn tiếng trống, và bây giờ tôi xin tiếp tục nằm đây để chịu trận tiếp. Không biết ai phe trên mạng vậy đó. Xong rồi có một vị nào đó lướt trên mạng, đọc cái đoạn đó vui quá, chụp lại gửi qua chùa. Không quen biết với nhau, nhưng mà vị đó gửi vô email xong rồi: thưa thầy, con lướt qua mạng, con thấy đoạn này viết vui quá, con gửi thầy cho thầy đọc chơi. Tại vì biết thầy không có Facebook, cho nên thầy không có biết con của mình làm gì trở hết á. Cho nên quý vị biết không, ngày hồi nhỏ cũng vậy, mình lén lút cha mẹ mình đi chơi đi gì đó, toàn bị mét đủ hết. Hàng xóm đông lắm. Bà Năm, tôi thấy con gái bà bữa nay đi với ai ngoài. Về tiêu rồi phải không? Cho nên mình làm cái gì sau lưng đều bị bắt gặp hết. Và nếu người đó có thiện chí, người đó sẽ thấy cái điều sai của mình. Các vị đó được gọi là hộ pháp. Thí dụ như mình đi xuất gia, thì khi mình thọ giới á, trong kinh có dạy là mỗi một giới mà mình thọ đó, thì có những vị thần theo hộ mình. Người mà thọ năm giới có mấy chục vị thần theo hộ. Cho nên nếu trong 10 ngày tu này mình gặp một vị tăng, một vị ni, một vị đồng tu của mình mà nhắc nhở mình những cái sai của mình á, thì mình biết rằng các vị hộ giới đã có mặt với mình. Hộ giới không phải nằm trong kinh, mà chỉ nghe nó có thần nào đó hộ giới, mà mình không thấy các vị đó có mặt thật trong đời sống của mình.
Hồi chiều này quý vị lại Quan Âm, quý vị thấy không? Nam mô Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có năng lực chữa đau bụng, đau lưng, đau đầu, đau gối. Mai mốt quý vị nghe nhiều thứ đau lắm, không có món nào không có mịn trọng hết. Như vậy thì khi nào mình đau cái gì mà nó có một cái phương pháp nào đó chữa được cái vết đau đó, thì năng lực đó là năng lực của Quán Âm. Người ta thấu được cái nỗi khổ đau chân, đau cẳng của mình mà người ta giúp mình. Thí dụ như chùa sau này thấy được cái niềm đau của các vị đau chân, cho nên bắt đầu trong chùa chánh điện chiếm một số ghế. Chứ hồi xưa Việt Nam mình chánh điện đâu có ghế. Thì ngày nay mình đặt cái ghế đó là vì mình thấu hiểu được cái nỗi đau của người đau chân, cho nên mình để cái ghế đó cho các vị ngồi. Vậy thì các vị ngồi xuống đó thì các vị nói: Nam mô Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, năng lực làm cho con có chỗ ngồi không đau chân. Có một vị Phật tử đi làm dâu, nói: dạ thưa mẹ, xin mẹ xích cái giò của mẹ cho con quét nhà. Ôi giời ơi, tôi có phải là lệnh đâu mà giò. Giò không được nha. Dạ con xin lỗi, vậy xin mẹ dời cái cẳng mẹ ra. Ôi giời, tôi có phải là chó đâu mà cẳng. Giò không được, cẳng không được, con người phải là gì? Chân. Rắc rối không? Nhưng mà nếu như mà người ta có nói được câu đó với mình thì quý vị nhớ là mấy ngày nay là có thể mình sống chung. Hay trong đời sống hàng ngày của mình, mình sẽ gặp những người người ta bắt bẻ từng chữ từng câu mình dùng. Đừng có buồn, đừng có giận, mà phải hiểu rằng các vị đó là các vị hộ giới của mình. Khi mình nói giáo lý sai, có ai đó sửa cho mình, gọi là hộ giáo. Khi mình đảnh lễ buổi sáng có một câu lễ: Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, hộ giáo hộ giới Già Lam Thánh Chúng Liệt Vị Thiện Thần. Tại sao trong tứ châu thiên hạ, Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, tứ châu thiên hạ mà vị hộ pháp này chỉ hộ có Tam Châu? Mình mới niệm Nam Mô Tam Châu, thay vì mình niệm Nam Mô Tứ Châu mà tại sao chỉ niệm có Tam Châu? Vì trong đó có một châu, đời sống họ sung túc quá, giàu có quá, tuổi thọ quá, họ không có biết tu. Có vị nào đến đó giáo nói đạo cho họ nghe, họ cũng không nghe. Thế gian này mình có gặp những cái cõi đó không? Hay là những người như vậy không? Họ đâu có muốn nghe. Thậm chí nói đừng có dạy đời tôi. Hay thậm chí nói tôi tội lỗi gì mà đi chùa, tôi tội lỗi gì phải sám hối, tôi tội lỗi gì tôi ăn chay, tôi tu tâm, tôi không thích nghe những lời đó. Vì cái cõi đó mình tới mình độ được không? Vậy thì cõi kia cũng thế, cho nên các vị hộ pháp không vào cõi đó được. Cho nên các ngài chỉ tới một cõi thôi, ba cõi thôi. Thì cái cõi mà các ngài không tới đó là Đông Thắng Thân Châu, còn Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu các ngài tới. Cho nên mình các ngài có được biệt hiệu là Tam Châu cảm ứng. Chỗ nào có cảm, chỗ đó có ứng. Mình có cảm tức là mình có cái lòng nghĩ tới, cái chiêu cảm thì sự có ứng. Tam Châu cảm ứng. Hộ pháp. Hộ pháp là gì? Các vị này phát nguyện hộ cho người có giáo pháp. Ai không có giáo pháp, các ngài không có hộ. Nơi nào, người nào trong lòng họ có Phật pháp thì các vị hộ pháp mới hộ họ. Tại vì cái việc của các ngài là hộ pháp chứ không hộ cái khác. Ví dụ bây giờ quý vị đến tượng hộ pháp mà quý vị nói: thưa ngài, xin ngài phù hộ cho con trúng số để con làm từ thiện, có thể ngài cũng ủng hộ đó. Nếu mà nói bạch thưa ngài,
xin Ngài phù hộ cho con có đủ năng lực để con nói pháp cho người khác nghe, hay hồi hộ cho con có một cách sống mà con có thể truyền tải được thân giáo. Con không có khẩu giáo, nhưng xin Ngài độ cho con có được thân giáo, con giúp đỡ cho người khác. Quý vị đừng nghĩ là ngồi đây mới là vị pháp sư. Hàng ngày đời sống của mình là một pháp sư đúng nghĩa nhất. Pháp sư này từng nói con lần, có nhiều khi cũng ế. Nhưng mà mình là một pháp sư đối với người thân của mình, đối với những chúng sanh mà mình có duyên mình gặp trong đời này. Cho nên không ai mà không có duyên với chúng sanh, trước hết là những người thân của mình. Đó là những người có duyên với mình nhất đó, họ mới làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm anh chị của mình, làm người thân của mình. Nói về quyến thuộc, Đức Phật dạy có 6 loại quyến thuộc. Thì mình đây, nhà riêng bà con khác hết, nhưng ngày hôm nay mình vào đây, mình cùng ở một chỗ gọi là cộng trú. Mình cùng ở một chỗ gọi là cộng trú. Và mình cùng thọ giới, mình tu tập gọi là cộng tu. Và mình tạo ra được những cái nghiệp thiện với nhau gọi là cộng nghiệp. Và nếu mình tu tập tinh chuyên, các vị người ta nghe mình tu, người ta gửi thức ăn về cúng cho mình gọi là cộng phước. Và chúng ta đang cộng hưởng. Cho nên nếu nghiệp á, mà nghiệp xấu đó, thì cũng cộng nghiệp với nhau. Ví dụ như mình sống với nhau rồi mình ghét người kia, rồi mình rủ người nọ ghét hùng, ghét phụ, thì cái người kia chẳng biết gì nhưng nghe lời mình ghét theo, đó là cộng nghiệp. Nhưng mà nếu mình cùng tu với nhau, mình tạo một cái năng lượng, cái năng lực là cộng phước. Cho nên cộng trú, cộng tu, rồi mình cùng tạo một cái nghiệp từ thân, từ miệng, từ ý với nhau. Và quý vị biết rằng mặc dù giờ phút này phần đông quý vị không xuống tóc, nhưng ở một cái tâm thức, quý vị không phải là một người thường nữa, không phải là một người đời nữa, mà quý vị đang là người xuất gia. Xuất gia là gì? Trước hết là người ra khỏi cái căn nhà bình thường của chúng ta, gọi là xuất thế tục gia. Cho nên người xuất gia là về chùa ở, không có ở nhà. Trường hợp á, mình ở nhà là cái trường hợp nó đặc biệt lắm nha. Chứ còn đã nói là xuất gia, cái nghĩa cơ bản nhất là ở nhà, ở chùa. Mà mình chưa rời được cái nhà đó thì làm sao cái nghĩa xuất gia nó đúng nghĩa được. Cho nên cái nghĩa thứ nhất của chữ xuất gia là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà thế tục. Thứ hai là mình ra khỏi cái nhà phiền não. Làm sao mà mình mấy ngày nay mình ở đây, bây giờ đó mình rời khỏi gia đình mình là mình làm được nghĩa một rồi đó. Muốn về cũng xa lắm. Nhưng mà coi chừng cái nhà phiền não mình ra không thoát. Mình phiền não vì chỗ ăn, chỗ ở. Nhưng mà thưa đại chúng, với một số lượng như thế này thì chỉ cần xin quý vị thông cảm và hoan hỷ. Vì cơ sở hạ tầng của tu viện nó chỉ tới đây thôi, không thể làm gì hơn được. Mình ở trong rừng, trong farm, xài thì xài nước giếng, bồn cầu thì bồn chứa, mỗi ngày phải có xe tới hút. Rồi nước mình xài là để bảo đảm thức ăn cho đại chúng tốt, cho nên mình phải mua nước từ bên ngoài vào để nấu ăn, chứ không xài nước ở đây. Thành thử ra nếu mình rải cái lòng, mình nhìn, mình thấy được những cái sự làm việc, thông cảm, thì mấy cái lặt vặt đó mình đừng để nó, tiếng Mỹ nó kêu là bother, tức là làm phiền mình. Thường thường người Mỹ ai mà làm gì phiền họ không thích đó, leave me alone, mind your own business, anh lo việc của anh đi, để cho tôi yên. Có bao giờ mình nói với phiền não mình kiểu đó không? Mind your own business, leave me alone. Giống như con ruồi mình ngủ mình cứ vèo 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 hoài, ngủ không được. Cái phiền não đôi khi nó giống con ruồi vậy. Ở đây có ai coi Tây Du Ký chưa?
Quý vị nhớ là ông vua bị con Tôn Ngộ Không giả làm con ruồi á, nó cứ bay vèo vèo về làm phiền hoài đó, có không? Trong cuộc sống mình đôi khi mình tránh vỏ dưa, mình gặp vỏ dừa. Có những cái mình chịu phép với nó, chịu thua nó. Nó nhỏ xíu như con ruồi vậy. Nó chẳng có cắn mình đâu, nó chẳng làm gì hết. Đứa kêu vèo vèo vèo, vo 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 trên lỗ tai vậy, cái mình bực à. Cái mình rượt đó mình đập à. Có không? Con ruồi đó là phiền não lặt vặt của mình mỗi ngày đó. Nhiều khi mình ăn cháo mà lỡ cháo nguội, cháo gì nguội ngắt. Yeah, nói xong cái cũng hết muỗng. Xây qua cháo lạnh tanh hai muỗng. Rốt cuộc rồi cháo lạnh cháo nguội gì không biết, lát hết tô. Mà cứ phải nói như thế chi cho nó cực vậy? Có phải cái chuyện mà đó là con ruồi của mình không? Mà quý vị thấy không, đời sống hàng ngày của chúng ta không khéo thì ruồi nó bu mình mỗi ngày. Cho nên ai mà làm việc gì cũng cần thiết làm chuyện ruồi bu. Làm chuyện ruồi bu nghĩa là mình cứ bị những cái phiền não lặt vặt nó bu mình mà không dính dáng gì. Con ruồi nó có cắn mình chết không? Con ruồi đâu có làm gì mình, bất quá nó bother mình một chút vậy thôi, nhột nhột một chút vậy thôi, mà mình cũng phiền với nó. Mà trong khi đó mình to hơn con ruồi. Cũng như thế, khi mình đi xuất gia mình nói những cái chuyện rất là lớn. Mình nói cái chuyện rất là lớn. Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo, đời này và đời sau. Nói nghe, nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật, rồi trong muôn vạn nẻo, trong cái cõi luân hồi, con thị hiện độ sanh, mà độ không mệt mỏi. Chỉ có con ruồi, con rất là mệt với nó. Thật ra khi nào mà quý vị bị mấy cái lặt vặt nó bother mình á, thì nhớ là đây là con ruồi. Còn nếu mà chuyện gì mình cũng để ý, bạch cha cái chuyện không có đáng là chuyện của người tu, thì cứ nói với mình, tại sao mình làm chuyện ruồi bu. Và đôi khi mình tự nhiên lắm, mình mắng con ruồi, trời ơi tự nhiên như ruồi. Vậy mà mình không biết rằng đời sống hàng ngày mình cũng tự nhiên như ruồi. Ví dụ hai người ta đang nói chuyện, ê chuyện gì vậy nói tôi nghe chứ, có dính dáng gì mình không? Vậy mà cũng kéo ghế là ngồi vậy, mình có tự nhiên như ruồi không? Mấy chị đang bàn chuyện gì vậy nói tôi nghe với. Cho nên mình tu mà mình tại sao mình ở chùa nhiều năm, có nhiều người cũng 21 khóa rồi đó. Nói theo xuất gia công đức là xuất gia một ngày là một năm, cộng lại coi 21 năm nay mỗi năm 10 ngày bao nhiêu là công đức. Vậy mà bị mấy con ruồi làm dơ trên. Cho nên xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia. Còn cái thứ ba là xuất tam giới gia. Trong đó có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bây giờ nội cái chuyện cõi dục thôi, có thể mình cũng không thoát. Cõi dục là cõi gì? Cõi muốn. Muốn thì muốn từ chuyện nhỏ tới chết chuyện lớn. Không có gì tội lỗi, nhưng hễ mà còn nó bị nó lôi kéo thì mình mất thời gian. Phong và ví dụ nè, một ngày mà mình thích ăn 6 buổi thì mình mất thời gian 6 lần. Chứ có tội gì đâu, nhưng mà hãy thích cái gì mình mất thời giờ với cái đó. Thí dụ như mình thích coi phim hơn mình thích nghe pháp, thì mình coi 6 tiếng đồng hồ thì mất thời gian 6 tiếng cười vui là xong. Trong khi đó nếu mình nghe pháp 6 tiếng thì khác à. Mình lượm lặt được cái khác à.
Cho nên không để phí thời gian. Mà hôm nay á, quý vị đi về chùa, quý vị tu á, là quý vị thực hiện được bốn cái vui của người tu. Thứ nhất, xuất ly lạc, là cái vui của người ra khỏi những cái khổ nạn trong đời sống hàng ngày. Ở trong quyển kinh U Bà Tát Giới, Đức Phật giảng đoạn rồi, cái Đức Phật nói Bồ Tát có hai hạng: tại gia Bồ Tát và xuất gia Bồ Tát. Bồ Tát tại gia thì thuận lợi hơn người Bồ Tát tại gia. Đoạn nào xong đoạn kinh, Đức Phật cũng nói Bồ Tát có hai hạng: hạng xuất gia và hạng tại gia. Hạng xuất gia thì dễ xa lìa cái ràng buộc hơn. Cho nên mình mà ra khỏi được cái gia đình bình thường, tại vì mình có gia đình, nghĩa là mình có trách nhiệm, có bổn phận, thì mình lẩn quẩn ở trong cái vòng phạm vi nhỏ đó mà mình không ra được cái vòng lớn. Cho nên hôm nào mình nhảy ra khỏi được một cái vòng đó là mình chấm dứt luân hồi. Chấm dứt luân hồi của một cái kiếp sống mà chúng ta cứ theo cái bình thường. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Thì mình cứ theo cái vòng đó, tại vì mình lớn lên phải như vậy. Thì hễ bữa nào mình dứt cái đó, mình nhảy ra cái thoát ly khác là mình dứt luân hồi. Vậy thì dứt luân hồi đây nghĩa là cái gì mà mình cứ lòng vòng như nó hoài, hôm nào mình chấm dứt được nó là mình thoát luân hồi. Ví dụ như mình với người đó cứ gây gỗ hoài, có nhiêu chuyện đó, mình đang luân hồi với người đó đó. Hôm nào mình giải tỏa được quán kết với người đó, không còn giận hờn, không còn phiền hà gì người đó nữa, mình với người đó không còn phải quấn quýt khổ đau với nhau nữa, thì mình thoát luân hồi với người đó. Cho nên hôm nào mà mình ra được, mình nói này người cất nhà kia ơi, đó là lời Đức Phật nói đó. Khi mà Ngài chứng ngộ được dưới cội Bồ Đề, ta đã thấy rõ mặt mũi của ngươi rồi, ngươi đừng có hòng mà làm ta khổ nữa. Ngài thấy rõ được ngũ uẩn của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, nó chi phối đời sống con người. Cho nên thí dụ như mình ha, sáng ra phải ăn ly cà phê, rồi lát nữa phải ăn cái bánh gì đó, tức là mình theo cái lối đó. Có thể mình đi vào một cái nơi chốn nào đó, ta không có phương tiện đó. Thậm chí người ta có cà phê, nhưng mà người ta không có cà phê thứ mình thích. Mình là uống Trung Nguyên, mà ở đây toàn 7G không, không thích. Nhưng mà nếu mà mình không bị nó, phải đi vòng vòng, phải tìm cái Trung Nguyên đó, thì mình chấm dứt được luân hồi với cái gói cà phê. Đơn giản vậy thôi. Cho nên chữ giới được dịch là gì? Chữ giới được dịch là biệt giải thoát. Mình dứt được, mình dứt được cái khổ, chấm mình thọ được cái giới nào, mình giữ được giới nào, mình giải thoát giới đó. Giới có nhiều cách dịch, nhưng mà trong đó có một nghĩa là biệt giải thoát. Ví dụ mình không ăn cắp, thì mình biệt, mình giải thoát được giới không ăn cắp. Nghĩa là anh có để một chén hột xoàn, tôi cũng không động lòng tham. Và vì tôi không có tham, cho nên tôi chẳng có bao giờ sợ ai lục võ bắt gặp tôi quay phim bất cứ hình thức nào, vì tôi không bao giờ làm chuyện đó. Tâm của mình rỗng rang, tự tại, giải thoát với giới không ăn cắp. Hồi sáng mình nghe cái lời khai thị đó, người muốn chứng được cái quả Bồ Đề thì người đó phải tu tập. Mà trong ba môn học không có gì ngoài ba môn học giới, định, tuệ. Xong định do giới mà phát, định do giới mà phát, tuệ do định mà sanh. Cho nên người mà có giữ giới là có định, mà người có định là có tuệ. Nhân như thế nào thì quả như vậy. Nhân mình có giữ giới, cho nên lòng mình không sợ hãi. Vì không sợ hãi cho nên tâm được bình an lắng đọng. Ví dụ như lỡ hồi nãy mình đi ngang, mình làm bể cái bình bát của một vị nào đó,
cái mình nhanh chân mình đi, hoặc là mình lượm lên mình để đại trên bàn, hồi hộp lắm, không biết có ai bắt gặp mình không. Từ cái giây phút đó là mình hồi hộp, mình khó chịu. Cho nên làm một cái điều gì mà nó không đúng, mà tự lòng mình biết nó không đúng, là bắt đầu tâm mình nó bồn chồn, nó khó chịu. Thì cái tâm bồn chồn khó chịu đó gọi là mất định. Còn không làm, ai có nói gì nói, tôi không bao giờ tôi sợ hãi trước những lời thị phi, dèm pha hay là hăm dọa của anh. Thí dụ vậy. Cho nên biệt giải thoát thì cũng như vậy. Mình đừng có đợi là mình phải giải thoát luân hồi sanh tử. Mình cứ giải thoát từng cái mà chúng ta đang gặp khó khăn đây. Tôi khổ một cái là ngủ phải có gói ôm, mà giờ cầm cái gói ôm theo nó kình càng, mà vô đây mà không dám xin thêm gói ôm. Đó, bây giờ ngủ mà không có gói ôm là mình xuất ly lạc. Nghĩa là mình rời được những cái bình thường mà chúng ta có phải. Thậm chí mình ăn cơm mình mỗi ngày, tôi không cần cao lương mỹ vị gì hết, ngày nào tôi phải có một chút đó tôi mới hạnh phúc, mới ngon. Mà giờ mình tới đây rồi, mình đây là một cơ hội mình xuất ly nó thử coi. Trước khi mà đi khóa tu là cũng trả tiền thêm để upgrade internet rồi đó chứ, để vô đây có wifi. Nhưng mà sao vô đây rừng rú nó vẫn không có wifi. Thôi giờ tắt luôn cái phone đi. Đây là phát nguyện lớn đó nha. Nếu mà vị nào mà dám tắt cái phone 10 ngày là đại phát nguyện đó, phát nguyện lớn đó. Còn nếu mình ngồi đây mà mình vẫn lướt mạng, mình vẫn coi thế giới bên ngoài đó, là quý vị vẫn còn ngoài chùa chứ chưa phải là người trong chùa. Điều này không ai biết, tự mình trùm mệnh mình quẹt mình biết thôi. Nhưng mình nhớ là có hộ giáo và hộ giới nha. Mình giữ được giới nào thì vị hộ pháp hộ mình giới đó. Anh còn thích lướt mạng mỗi ngày mỗi đêm quá thì tâm anh chưa có định được. Anh biết chuyện này chuyện kia bên ngoài rồi, anh vô đây anh nguyện là hết chuyện thị phi. Nhưng mà hình như ngồi lại anh thị phi nhiều hơn bình thường, là tại vì mấy ngày nay rảnh quá. 10 ngày này mình chỉ lo tu thì thời gian của mình còn. Cho nên thưa đại chúng, cái cao siêu thì mình thấy mình biết đó, nhưng mà cái lặt vặt trong đời sống của mình khó biết lắm. Tại vì sao? Nó ẩn núp rất là tinh vi ở trong tâm thức của mình, ở trong sáu căn của mình. Cho nên mình có một cái niềm vui khác gọi là tịch tỉnh lạc. Hồi nãy là xuất ly lạc, lìa được những cái lạc vặt đó. Để mình có được một cái niềm vui tĩnh lặng nhẹ nhàng ở trong chốn chùa chiền. Mấy ngày này không trống không kèn, không có những cái chương trình văn nghệ gì hết, mà đi tới đi lui thì cũng nhiêu đây thôi. Con mắt mình nó không có cơ hội nó tiếp xúc cái gì nữa hết. Thì sáu căn này nó được cơ hội nó gì? Nó tỉnh. Vậy thì mình tu á, một trong những cái cần tu là tu sáu căn. Mắt tai mũi miệng của mình đóng lại bớt, mình mở càng lớn thì mình càng phiền não. Mình đóng lại bớt để mình có được cái sự bình an nơi mình. Giống như Đức Phật dạy Ngạ Nan, một con rùa mà nó có sáu chi, đầu đuôi với bốn chân, mà nó thấy con chó sói đi tới thì con rùa nó tự rút hết đi vào trong cái mai của nó, và con chó sói đó không có ăn được con rùa. Thì Đức Phật thấy cái hình ảnh đó và Đức Phật nói với Ngài A Nan, người tu phải nên như vậy. Con chó sói đó là tượng trưng cho phiền não ác ma. Sáu cái chi của con rùa là tượng trưng cho sáu căn của con người: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mình rút vô cái mai đó là gì? Là chánh niệm tỉnh giác.
Cho nên mình sống chung ở trong chúng, mình được bảo vệ. Vài vở nữa quý vị sẽ đọc cái bài "Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc với tăng thân, thấy mình thật may mắn. Sinh ra được làm người, con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tưới tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Năng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghi đang bảo hộ cho con không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy đi về nẻo tối tăm, lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiện, có ánh sáng chiếu soi của Phật và Bồ Tát." Mỗi lần Mẫu Hòa đọc tới cái câu "chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn", trong lòng mình nó rung động. Mặc dù bài đó mình đọc không biết bao nhiêu ngàn lần, nhưng mà giây phút nào mình đọc được bài đó mà cái hình ảnh nó có thật với mình, chứ không phải mình đọc một cách nghĩa là đọc cho có, mà đọc mà hình ảnh nó có thật. "Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn." May mắn của mình là sinh ra được làm người, nhưng mà lại sớm gặp chánh pháp, lại được cái hạt bồ đề tưới tẩm. Quý vị có thể mấy mươi năm chưa được tưới tẩm, cho nên giờ mình mới đi xuất gia gieo gì? Gieo duyên. Mình gieo cái duyên bồ đề đó, cho nên bây hồi sáng giờ mình đã gieo rồi. 10 ngày này là 10 ngày này mình phải tưới nó, ráng mà tưới cái hạt bồ đề đó. Đừng để bất cứ một thứ nước tạp dơ nào nó làm nhiễm cái hạt giống bồ đề của mình. Uổng. Mua cái hạt này tới mấy ngàn luôn đó, tức là cái vé máy bay đó. Rồi chưa nói là cúng này cúng kia nữa đó. Thành thử ra rốt cuộc đi tu xong rồi tốn tiền, tốn sức, tốn giờ, tốn thêm chút tâm tư an lạc, ôm cục phiền não về. Uổng nha. Cho nên em nói trước, mình sống chung với nhau là mình phải phát nguyện sống chung an lạc. Đây là hiệp ước sống chung. Tối nay về nhớ tuyên bố với phòng mình nha. Mấy huynh đệ, năm huynh đệ mình phải ký một hiệp ước sống chung an lạc. Làm được không? Gán đi. Cố gắng gán đi. Có nhiều khi mình lặt vặt giống con ruồi vậy nè. Hai người một cái giường. Bà cụ kia 80 tuổi, em này 45 tuổi. Con mời bác lên trên, mẹ thấy tao đau chân. Rồi tụt xuống nằm dưới. Người khác đi vô, nhỏ này hổn nha, nhỏ mà nằm trên. Rồi bà già 80 tuổi nghe cũng có lý, xuống cử, tại sao mày nằm trên tao? Vậy thì con mời bác lên, tao lên đâu có nổi. Rùi không? Tôi có hai cái giường thôi. Bây giờ bác đau chân thì bác nằm ở dưới, con leo được thì để con leo lên. Ngủ thôi mà, gì cao với thấp. Cái gì mà hỗn với lịch sử. Tao đi chùa trước mày nghe mày. Đấy, không khéo là ruồi bu giường nha. Tôi đăng ký trước mà sao ra ngoài kia? Tôi tưởng đâu tôi đăng ký lâu năm tôi được vô pháp xá cao cấp chứ. Đừng để mấy cái đó nó làm khổ mình. Mình tới đây đâu phải làm cái chuyện đó. Mình tới đây đâu phải, nếu muốn vậy thì ở nhà ngủ mình phòng cho nó sướng. Rốt cuộc đi tới đây 10 ngàn cũng phiền vậy, tôi phiền cái phòng không ạ? Thì cái phòng đó nó trở thành ra cái nơi giam hãm mình. Giải thoát được chỗ đó, biệt giải thoát, tu giới, chấm dứt luân hồi. Thôi đừng nói nữa, nói hoài phiền não. Có 10 ngày thôi mà, không khéo xuống dư kia ở muôn kiếp. Quý vị nghe chuyện đó chưa?
trong một khóa tu mùa hè, mấy đứa nhỏ nó than nóng, đi vô một cái phòng nóng quá, nó thằng kia nó bực, nó la lên: thầy ơi nóng quá, nóng như là lửa. Thằng kia nó nói: mày ráng đi, đây mày chịu nổi, mày xuống địa ngục sao mày chịu nổi. Nếu tu tập chuyển hóa, chế tác được hiểu biết, cảm thông và thương yêu. Cho nên mình tụng kinh không phải tụng để trả bài cho Phật, mà tụng để cho chính mình. Và nếu mình đem cái trái tim mình ra mình tụng á, thì lời kinh đó nó tưới mình, nó làm cho mình sống dậy, nó làm cho khổ đau phiền não mình nó vượt thoát hết. Tại tụng xong một thời kinh, lời nào cũng hay, ý nào cũng đẹp. Tụng kinh như vậy là chúng ta tụng kinh mà có tưới tẩm, có hạnh phúc. Vậy thì tụng kinh hết khổ có thật, không phải Phật phù hộ hết khổ, mà chính giáo pháp đó chuyển hóa được mình. Cũng giống như mình nghẹt mũi, mình mở được cái bình nước sôi có dầu, mình hít, hít để cho nó thông lỗ mũi. Hồi nãy giờ tâm mình nghẹn ngào, tâm mình nghẹt chỗ này, tâm mình phiền não chỗ kia, đọc xong lời kinh đó rồi thì tất cả mấy cái đó nó tiêu hết. Thì nếu mình làm được như vậy là mình có được cái niềm vui thứ ba, đó là viễn ly lạc. Hồi nãy là xuất ly, tức là lìa những cái lặt vặt bình thường, hình thức ăn uống, chỗ nghỉ của mình, để mình có được cái lạc tịch tịnh bên trong. Và khi tịch tịnh nó có rồi thì mình viễn ly được những cái pháp bất thiện, vĩnh viễn xa lìa cái đó, là vì mình có được cái sự bình an nội tâm của mình. Thì không khổ của phiền não tham sân si thì gọi là gì? Lìa được những cái lạc, cái khổ của tam đồ. Tham sân si là đao đồ, thủy đồ và hỏa đồ. Hôm nay quý vị làm người xuất gia thọ sa di giới. Xuất gia là có ba nghĩa rồi phải không? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Sa di có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tức từ, nghĩa là bỏ cái ác để thực hiện cái điều lành. Chữ tức là chấm dứt, mà chấm dứt thì chấm dứt cái ác. Từ là từ bi, nghĩa là bỏ ác tu thiện. Đó là nghĩa thứ nhất của người sa di. Nghĩa thứ hai của sa di là gì? Cầu tịch, nghĩa là cầu sự vắng lặng. Cho nên mình đi tu mà mình còn ham vui, cho nên nhớ là cải lương đồ phải không có được mở nghe nha. Thứ ba là gì? Cần sách, nghĩa là siêng năng. Không phải siêng năng tụng kinh không, mà ngoài cái chuyện siêng năng tham thiền, tụng kinh, nghe pháp, chúng ta phải siêng năng đóng góp làm việc cho chúng. Tại vì giây phút đó là giây phút mình tạo phước. Nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền là tăng tuệ. Người tu là phải phước huệ song tu. Mình có sử dụng đồ đạc trong chúng thì mình phải có đóng góp. Ví dụ mình có ăn thì mình phải phụ rửa dọn. Đơn giản vậy thôi. Ở nhà mình cũng làm việc đó mà. Và mình cũng dạy con mình như thế thôi. Thì tại sao trong chùa mình tu mình không làm gì hết? Không đúng. Mà có thể nói là mình phải đóng góp nhiều hơn nữa. Sáng giờ quý vị được ba cử chứ em chưa cử nào. Và tất cả thời khóa của ngày đầu Pháp Hòa đều có mặt. Mà tới giờ này cũng chưa ăn, nhưng mà không đói, không mệt. Tại sao không đói không mệt? Tại vì mình vui. Mình có cái xuất ly lạc, mình có cái tịch tỉnh lạc, mình có cái viễn ly lạc. Và mình có cái cần sắp siêng năng. Mình đúng nghĩa của người xuất gia là cầu tịch. Cho nên mình có nhiều người, người ta buồn, người ta no, đúng không?
chán buồn ăn nói, còn mình vui mà no. Nghe pháp mà no gọi là pháp hỷ thực, ngồi thiền mà no gọi là thiền duyệt thực. Hồi nãy mình đọc đó, trong cái thời cúng quá đường đó, nghĩa là mình lấy cái món ăn này để nuôi thân, nhưng đừng quên hai món nữa để nuôi cả cái đời sống tu hành của chúng ta, đó là pháp hỷ và thiền duyệt. Nếu mà mình chỉ lo ăn không mà không có thời giờ nghe pháp để làm vui mình, không có giờ ngồi thiền tụng kinh niệm Phật làm vui mình, thì lâu ngày mình béo phì thôi, mà nó không có tiêu, nó không có làm cho mình được tiêu hóa. Ăn mà nó không tiêu là nó bệnh, sống mà không tiêu phiền não là khổ. Mà ngày nào cũng nói với Phật, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, mà mình không có tiêu, ăn nó không tiêu, cái gì ai nói ai làm mình không tiêu, rồi cuối cùng đợi ngày tiêu diêu. Xuất gia có ba nghĩa, sa di có ba nghĩa, và sa di có ba bậc. 7 tuổi tới 13 tuổi, nhỏ hơn thì gọi là khu ô sa di. Chữ khu là đuổi, ô là quạ, dịch nghĩa là sa di đuổi quạ. Tại vì ngày xưa thời Phật ở Ấn Độ, mấy con quạ nó ở bãi Tha Ma, nó ăn mấy cái xác chết. Cho nên mà hễ thấy các thầy tỳ kheo mà ngồi thiền bất động vậy, nó tưởng xác chết, nó xà xuống nó định mổ. Thì mấy chú sa di nhỏ quá đâu có biết làm việc gì, thì được cắt cử ngồi gần đó, hễ thấy con quạ tới thì mình đuổi nó đi, gọi là sa di đuổi quạ, để cho các thầy, canh chừng con quạ để cho các thầy tỳ kheo ngồi thiền. Ở Việt Nam mình thì đâu có chuyện đó, cho nên mình chỉ có cái tên gọi vậy thôi. Còn nếu mà có nữa thì chùa phơi lúa đó, chùa phơi lúa phơi gạo thì cho mấy chú tiểu ra ngồi canh, hễ con gà con vịt nào mà nó nhảy vào thì mình đuổi nó đi. Mà Việt Nam mình mấy con gà nó biết chửi, cho nên hễ mà mấy thầy mà ra đuổi nó sủa lại, nó chọc 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 mà á, chọc chọc mà á. Không biết tiếng Ấn Độ nó đọc sao. Bảy tuổi tới 13 tuổi gọi là khu ô sa di. 13 tuổi tới 17 tuổi gọi là ứng pháp sa di. Nghĩa là cái tuổi đó làm người lớn thì chưa, nhưng mà có thể thế thầy mình lo một số công việc, như là tiếp khách, mời trà, nghe phone, trả lời điện thoại, vân vân. Ứng pháp. Hồi đó Pháp Hòa đi xuất gia năm 15 tuổi. Vừa xuất gia xong có 2 ngày sau thôi, sư phụ của mình tuyên bố là sẽ đi Mỹ 1 tháng. Con ở nhà một mình. Nói theo tiếng miền Nam là ở nhà mình ơn. Thầy vừa đi có một đám tang tới mời. Trời ơi, sa di mới có 2 ngày đi làm đám. Nhưng mà tại hồi nhỏ đó, Pháp Hòa nhanh lắm. Chỉ cần đứng cúng với một vị thầy một lần, hai lần là nguyên cái bài cúng đó Hòa thuộc. Cho nên cái câu mà phù thử thủy giả là Pháp Hòa thuộc hồi Pháp Hòa mới sa di, trước khi đi tu nữa. Thế nên bây giờ mà biểu mình lên, thường thường mấy cái đó mấy thầy làm không ạ. Giờ mình sa di mới sanh có 2 ngày mà giờ kẹt quá. Người ta lên người ta mời thì mình phải làm thôi. Thì mình thế thầy mình trong những việc gọi là gì? Ứng pháp. Năm Pháp Hòa 17 tuổi, hồi đó Pháp Hòa có một cái, lúc Pháp Hòa đi tu, trong chùa cũng có một số các vị đi tu chung, nhưng mà lớn tuổi không phải nhiều lắm, đáng cha mẹ mình hết. Mà hãy mỗi lần mà lên danh sách đi an cư ở đâu là không bao giờ Pháp Hòa có tên. Lấy danh sách ra là cô này được đi, chú này, thầy kia được đi, mà không bao giờ Pháp Hòa được có tên trong danh sách đi ăn cư. Không bao giờ buồn.
Tại vì mình biết thân phận của mình. Với em mãi mãi là người đến sau. Quý vị biết Pháp Hòa ở nhà qua làm gì? Pháp Hòa tự mình lên một cái chương trình tu cho mình. Sáng mấy giờ thức dậy công phu. Mồi nhỏ và có cái quyển nhật tụng mà nó rách hết mà thích dữ lắm. Tại vì sao? Các tổ ngày xưa soạn rất là kỹ những cái quyển đó. Thí dụ như mở ra trước khi lên chánh điện là có bài kệ Đăng Đạo Tràng. Đăng Đạo Tràng đó lên chánh điện á. Rồi xong rồi bước vô chánh điện á là có cái kệ nịch ống quần. Rồi kệ thấy Phật. Rồi kệ khai mỏ, kệ khai chuông. Không biết Pháp Hòa đâu có được quyển nhật tụng đó mà Hòa thương dữ lắm luôn. Tại vì Pháp Hòa hành trì theo cuốn đó. Cho nên không hề buồn, không hề giận gì hết. Mà rất hạnh phúc khi được ở nhà một mình coi chùa mà tu tập. Tự mình lên một cái chương trình cho mình. Còn nghe Pháp á, lúc nào trong cũng có một cuốn tập. Nghe đến đâu, đoạn nào, chú giải, chú thích. Thì mình phải tự mình biết mình ở đang ở hoàn cảnh nào. Thì mình phải tự mình tiến tu. Ai tu cho mình? Ai học được cho mình? Thầy mình chỉ có cái công đức là độ cho mình làm người xuất gia. Nhưng mà con đường đó phải tự mình đi. Vì Đức Phật cũng dạy hãy tự mình thắp đuốc mà đi, chứ Phật đâu có làm gì được cho mình. Phật có thể cho mình giáo pháp nhưng Phật đâu có tu giùm mình được. Thầy đâu có tu giùm mình được. Thì quý vị bây giờ ngày nay quý vị ở đây, quý vị bao nhiêu tuổi thì mình tự ý thức tuổi tác và sức khỏe. Thưa đại chúng rất là cảm động, năm nào quý bác lớn tuổi đến đây tu cũng khóc với Pháp Hòa đó. Sư phụ, con không biết năm nay, năm tới còn đi được nữa không? Mà 21 năm rồi vẫn thấy. Thật sự với bác rên thì cứ để cho rên. Nhưng mà quý vị chỉ cần nhìn ở phía sau thôi thì quý vị sẽ thấy rằng các vị ngồi trên ghế đó chính là đối tượng để cho chúng ta quán chiếu và tiến tu. Lẽ ra tuổi đó bây giờ chống gậy ngồi nhà uống nước trà chơi. Lẽ ra tuổi đó bây giờ ở nhà chơi mà tại sao vẫn vượt bao nhiêu ngàn cây số, bao nhiêu những khó khăn, thậm chí con cái cản trở không cho đi mà cũng làm bằng mọi cách để được đi. Thì mình đây có gì đâu. Nhìn các vị đó để mình tinh tấn cho mình. Và từ nhỏ là Pháp Hòa học cái cách đó. Tự mình suy nghĩ vậy. Mỗi lần lên ngồi thiền, hồi đó ngang Pháp Hòa có cô Pháp Hiền, cô Pháp Tịnh rồi vậy. Mà nhiều khi lười biếng trong phòng. Trời ơi, hai bà già ra tụng kinh. Quý cô đó là tuổi đáng bà nội bà ngoại Pháp Hòa không á. Mà hai cô đó là gọi Pháp Hòa bằng sư huynh. Tại vì em đi trước. Mà trong chùa là hai cô. Thì thời đó là có hai cô lên tụng kinh. Thì tự nhiên trong phòng mình nghĩ hai bà già lên tụng kinh, còn mình trẻ trong phòng mình ngủ. Tự nhiên cái hình ảnh của hai bà già tụng kinh giật mình dậy, đi ra ngồi tụng kinh. Rồi hai bà già kia nhất định ở chùa tu. Để chi? Để canh ổng. Cô Pháp Tịnh mà thấy Pháp Hòa mà tiếp một Phật tử nữ nào ở nhà tổ đó ha, là cô giả bộ cô làm hương đăng suốt ở trên chánh điện. Cô quét hoài, quét miệng.